Đố các bạn biết mấy cái cục màu xanh này là gì đấy? Hồ nào mà không phân nền, không CO2 thì có thể lựa chọn chơi những viên tảo cầu mốt bôn này. Nó rất dễ chăm sóc, không cần phải trồng, buộc, dán cố định hay gì cả. Chỉ cần thả vào trong hồ là xong. Ngoài việc dùng để trang trí, nó còn là nơi ẩn nấp cho các vi sinh vật như ốc hay là cá tép nhỏ. Cũng giống như các cây thủy sinh khác, viên mốt bôn này cũng cung cấp một lượng oxy nhỏ cho các động vật trong hồ. Nó hấp thụ một số chất độc trong nước giúp cải thiện chất lượng nước. Đặc biệt, chúng có thể ngăn ngừa lượng lớn tảo hại trong hồ qua việc hấp thụ, cạnh tranh các chất dinh dưỡng với tảo hại. Mấy viên này mình có để trong giỏ hàng, các bạn có thể ấn vào để tham khảo.